Và chào mừng các bạn tiếp tục quay trở lại Room 42 phần bình luận của LBK. Và đây là các bạn đang theo dõi một trận đấu tiếp theo thuộc thể thức đấu 5 vs 5 tìm ra chuỗi 10 trận thắng liên tiếp. Ở hiệp 1 của trận đấu này thì các cầu thủ chủ nhà bảo vệ cầu môn bên phía tay trái. Màn ảnh của quý vị và các bạn. Một pha can thiệp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Sân nhà là quá mạo hiểm khi mà các cầu thủ áp sát rất nhanh. Vidic. Martin Taylor. Quá kỹ thuật. Bình thường những pha đang bật như là môn phút sàn. Rất tuyệt vời. Xoay giờ rất khéo. David Silva. Quá bổng. Nhiều cú dứt điểm gọi là sở trường của anh. Nhưng bóng vẫn chỉ bay ra ngoài mà ra thôi. Có lẽ trong khung thành thì đã được điểm bùa. Để mất bóng rất nguy hiểm. Yaya Touré. Pablo Zabaleta. David Silva. Aguero. Yaya Touré. Xử lý rất tự tin. Xử lý rất tự tin. Gần thà rất đúng lúc. Chuyển đi. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Một pha xử lý không tốt. Có bắt đi. Đi bóng tốc độ. Pablo Zabaleta. Tình huống nguy hiểm. Vẫn còn. Enrique. Yaya Touré. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Rất nguy hiểm, những đường truyền sân nhà là quá mạo hiểm khi mà các cầu thủ áp sát rất nhanh. Navas. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Xử lý rất tự tin. Quý ấp. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Một pha xử lý rất thoải mái. Đã có một pha phạm lỗi. Chuyển đi. Aguero dứt điểm nhẹ nhàng thôi, không được. Martin Skrtel. Martin Taylor. Rất bình tĩnh. Một pha xử lý rất thoải mái. Một bên. Nguy hiểm. Không được. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Vincent Kompany. Jesus Navas. Và lúc này thì có lẽ rất nhiều người đang có cảm giác có
có một cái bẫy vô hình đang được răng ra. Tuy nhiên răng như thế nào và lúc nào sập xuống thì không thể nói trước. Đội bóng nào để mất đi sự kiên nhẫn của mình trong trận này thì đội bóng đó sẽ bị trừng phạt. Đó là điều chắc chắn. Martin Taylor, Coutinho. Sẽ có một phút bù giờ. Pha bóng rất mạnh mẽ. Touré, Touré hoạt động khá rộng. Thiago, ở đó là Kavishiba. Hình đồng nhầm thành Thiago Silva. Cao nhập. Pha đá phạt góc. Trọng tài đã nổi còi, kết thúc hiệp một trận đấu. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp 2 thì đội chủ nhà đã bảo vệ khung thành bên phía phải này của bạn. Trong hiệp 1 của trận đấu cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Jesus Navas pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Quả đá phạt góc. Pha chuyền bóng rất nguy hiểm. Một pha xử lý rất thoải mái, rất tốt và cản phá rất đúng lúc. Đang có một pha phạm lỗi. Vidic. Rõ ràng là không có lỗi ở pha va chạm vừa rồi. Kompany. David Silva. Pablo Zabaleta. Jesus Navas. Một pha can thiệp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Pha bắt bài rất tốt. Navas. Xử lý rất tự tin. Chuyền vào. Vẫn còn. Không thành công. Navas. David Silva khoảng trống. Lại một đường chuyền sai địa chỉ. Vidic. Cao nhập. Cản phá rất đúng lúc. Và cản phá quyết liệt. Một pha xử lý rất thoải mái. Cao nhập. Những pha đánh chặn rất tốt. Navas. Touré. Touré hoạt động khá rộng. Agüero. Một cái. Những pha đánh chặn rất tốt.
Kỳ Đích. Bắn vào. Chuyển đi. Sút bóng. Đây là một tình huống phối hợp rất cầu kỳ. Đường xa muốn bóng rất thuận lợi. Rất bình tĩnh. Tình huống nguy hiểm. Vẫn còn. Rất tốt và bàn thả rất đúng lúc. David Silva. Và xử lý rất kỹ thuật. Và bắt bài rất tốt. Kỳ Đích. Vẫn còn. Martin Skrten. Tức là đúng lúc này trọng tài mới có kết thúc 90 phút chính thức. Hai bên sẽ dắt tay nhau vào hiệp vụ. Hiệp vụ đầu tiên đã bắt đầu. Ở những phút cuối cùng hiệp 2 của trận đấu, một số vị trí đá xuống sức rất rõ. Trọng tài đã thổi phạt. Rất tốt. Và bàn thả rất đúng lúc. Rất bình tĩnh. Dứt điểm. Không được. Một pha bóng thực sự nguy hiểm. Có Mani. Cho dù ngày hôm nay hàng hậu vệ có vẻ chơi hơi mơ ngủ nhưng thủ môn vẫn đứng vững. Đó là một đường chuyền. Một đôi. Và các bóng rất kinh nghiệm. Coutinho. Bóng được trả ngược lại. David Silva. Một đôi. Và các bóng rất tỉnh táo. Chuyển đi. Rất tốt. Và bàn thả rất đúng lúc. Martin Werner. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Lại một đường chuyền sai nữa rồi. Đường chuyền sai như này sự dứt người, một sự chuẩn xác rất lộn xộn và nguy hiểm. Đừng bao giờ chuyền sân nhà khi mà đang áp sát. Và đúng lúc này hiệp thứ nhất kết thúc. Không có. Hiệp phụ thứ hai trận đấu đã bắt đầu. Đây, rộng. Rất nguy hiểm. Những tình huống dịch chuyển đội hình hợp lý. Bóng đã ra vào chân. Một quả ném biên. Xử lý rất tự tin. Một quả phạt góc. Bóng đã được phá ra khỏi khu vực 16m50. Xoay sở rất khéo. Một pha lên bóng như vũ bão. Một pha xử lý rất thoải mái. Một đôi. Đ-
đường truyền không chuẩn xác. Trọng tài nhá. Tình huống nguy hiểm. Aguero. Và với một tình huống dứt điểm kỹ thuật vừa rồi đã mang lại tỷ số 1-0. Và đột phá rất nhanh. Và các bóng rất kinh nghiệm. Như vậy trọng tài đã nổi tiếng vòng mãn cuộc.